Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 5, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến kiểm tra công trình xây dựng trụ sở văn phòng Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng và thăm công nhân đang làm việc tại công trình. Công trình đặt tại số 4 Trần Quy Cáp, quận Hải Châu, chủ đầu tư là Cục Quản trị 1, Văn phòng Quốc hội. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Vương. Ngày khởi công là 30 tháng 12 năm 2012, ngày hoàn thành dự kiến là 10 tháng 9 năm 2013. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tiến độ thi công công trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, đây là cơ sở ba của Quốc hội tại khu vực miền Trung Tây Nguyên rất quan trọng, nên đề nghị đơn vị thi công phối hợp với các đơn vị liên quan phải lưu ý 3 điểm. Theo đó thứ nhất, công trình là trụ sở cơ quan quyền lực cao nhất nên hình thức các điều kiện phải đảm bảo yêu cầu. Thứ hai, công trình là cơ quan đại diện cho quyền lợi nhân dân nên công trình phải thân thiện với người dân. Thứ ba, công trình phải là cầu nối cho đại biểu quốc hội và các đoàn đại biểu quốc hội làm việc, phối hợp thực thi nhiệm vụ của quốc hội với các địa phương trong khu vực miền Trung Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo tiến độ thi công, tránh mùa mưa và đảm bảo tính thẩm mỹ công trình. Đối với các công nhân đang làm việc tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ân cần thăm hỏi, động viên làm việc, đồng thời đề nghị đơn vị thi công quản lý tình hình làm việc của các công nhân cũng như đảm bảo các chế độ cho công nhân đúng quy định.